everything. Or not satisfied, but we don't see. We don't see. Mình không thấy. Cho tới có một cái gì when until something happened. Then we see. Có nghĩa là khi mất rồi mới tiếc. Oh yes. Oh yes. That's true. Ôi trời ơi, để mình đi kiếm góc nào. Đâu. You never this satisfy about your life. Everything well, in your life. What about God? Sometimes you feel that God is not here because you you're in a bad situation. Yes. Thế cái mẫu này sao mẹ cô lấy bia thêm chữ y cái này là bia là số nhiều không bia là hơn bia là bia 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 bận hơn bận nhiều hơn yeah thì chủ dùng cái bia mà sửa là bia mô đen. Tại khi mà mình tích trữ mà bình thường như là cái nào cũng xài môi đen hết. Ok, anh Hoàng hay là gì? Những cái tình dài bác vậy nói á, có lý lắm là gắn vậy á. Bác gì? Cũng bác Toàn hả? Bác nói là có nhiều khi mình có phước trời ban hả? Nhưng mà mình không biết. Mà mình không biết. Mình không cho nó là không phải mình không biết nhưng mà mình không cho đó là phước phải không? Dạ, mình nghĩ nhiều hơn. Ok, phước là gì? Chúng ta học tiếng Anh mấy chữ này chút nhé. Phước. Phước là chúng ta có thể nói là blessings ha. Yeah, bless. Oh yeah, bless. Bless for you. Bless for you. Thí dụ như gì mình có cái gì giống như tôi hay nói đó là mình có gì có sức khỏe mình không biết tới health nhưng mà tới khi nào mà bị bệnh rồi mới biết phải không nhưng mà không có bao giờ mà sáng ngủ dậy nữa không à, cảm ơn trời cho tôi đang khỏe mạnh. Cảm ơn trời tôi còn thở. Phải không? À, tôi còn bước ra khỏi giường được. Tới hồi mà bị gãy chân rồi. Bệnh á. Rồi mới nói câu đó. À, hồi đó có phước quá. Cái chân còn đi được. Phải không? So, blessings. Phước là blessing. Phước mình dùng we always never happy with our present. We never, cái này thiệt ra nó cái ý nghĩa nó cái phước mình có đó mà mình không biết chứ không phải là mình có mà mình đòi hơn nữa. Cái của bà nói là mình đứng mỗi ngày á mình trông mỗi nhỏ hai cái khác nhau. Cái này á là mình không biết có mà không biết. Mất rồi mới biết giống như anh Xuân anh nói á. Mất rồi thì mới biết. Ok, thì bây giờ có gì nữa? Ai có ý nghĩa thì nghĩ gì khác không? Tôi nói tiếng Việt đi rồi tôi dịch lại rồi tôi dạy luôn những chữ mới. No blessing là vô phước hả con? Hả? No blessing là vô phước hả? Unhappy. Unhappy. Okay. Unfortunate. So you get the story? Unfortunate. Did you get it? You didn't read it? I read it. It's strange. It is strange. It's the first time I've heard it. It's the stories from the East. I read it from a book called Stories
the Eastern stories for the Western journey. So there are many, and they link it to our Western world. It's kind of like an adventure / romance thing. No. It means that when something is with us, we take for granted, we don't see it. He's riding on the buffalo to look for a buffalo. Okay. Động từ mà chúc phước là to bless. Bless. Động từ là to bless. Bây giờ nói God bless, huh? God. God bless. Cái này là tầm bậy lắm á. Tại vì là God bless America thôi à. Rồi không bless ai khác hết. Thấy không? So God bless America and and everybody else. Nhưng mà thấy ngoài đường đó như thế không? Phải God bless. We want God to bless us and not bless the other people. Right? That's very selfish. Ý là nói là may, nguyên một câu là may God bless you. God bless. May God bless you. Mong hy vọng đó, cái đó là như vậy. Cầu mong Chúa Trời Thượng Đế chúc phước cho bạn, chúc lành cho bạn. May God bless you. Thường at the end of a letter, people say this. May God bless you. Or người ta nói lẹ, người ta nói là blessings. Blessings. Vậy thôi. Người được phước, người mà được phước đó là a blessed person, a blessed woman, a blessed man, a blessed child. Thấy ai mà được phước quá, cái gì cũng vui vẻ thì cũng đẹp đẽ thì là nó là a blessed woman, a blessed man, blessed child, blessed wife, blessed husband.